Hàn Mai Kim Kiếm, hồi 6, Ngân Kiều Thôn Thần Bí Khôn Lường. Âu Dương Thu đứng bên lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại giữa La Võng Cơ, lúc đầu chàng rất hồi hộp, nhưng rồi mỗi lúc càng thêm lấy làm lạ, thầm nhủ. Thiên Võng tiên tử La Võng Cơ hiển nhiên là con gái của Long Đầu Hải Long Hội và là một nữ sát tinh xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Chỉ bằng việc nàng ta hiện thân đã khiến cho những người vây quanh xem náo nhiệt sợ hãi phải lui ra xa, cũng đủ biết nàng ta là một người rất ngang tàng rồi. Vậy mà nàng ta chẳng những đối xử khác biệt với mình, mà cả vị lão nhân cuồng ngạo này dường như cũng hết sức nhẫn nhịn. Qua lời nói của lão nhân này, dường như biết rất rõ về La Võng Cơ, nhưng lại giả vờ là không biết, luôn buông lời khích bác nàng ta, cố ý gây hấn. Hai người một già một trẻ này cử chỉ đều hết sức quái dị, khiến người ta cảm thấy thần bí khôn lường. La Võng Cơ thì đã lộ ra được một chút ít lai lịch, nhưng lão nhân này thì vẫn thân tàn bất lộ. Âu Dương Thu lúc gặp lão nhân này trên biển, thấy ông ta có hành động quái đản, ngỡ ông ta là một kỳ nhân dị sĩ, rất muốn biết danh tính. Nhưng lão nhân giả điếc, hỏi gà đáp vịt, khiến cho Âu Dương Thu không được như ý. Giờ nghe lão nhân chịu nói ra danh tính với La Võng Cơ, nghĩ ông hẳn là sẽ báo một danh hiệu lừng lẫy võ lâm. Ngờ đâu lão nhân sau khi quay người lại, vươn vai ngáp dài, uể oải nói. Lão phu họ Lão, tên thứ nhất là Tiền Bối, tên thứ nhì là Già. Muốn gọi lão Tiền Bối hay là lão Già cũng được. Đằng nào lão phu cũng chẳng bận tâm. Lão Tiền Bối là do Âu Dương Thu đã gọi, còn lão Già là do La Võng Cơ gọi. Vậy mà lão nhân lại lấy đó làm danh tính báo ra, rõ ràng là có ý bỡn cợt hai thiếu niên nam nữ này. Âu Dương Thu bởi có lòng kính trọng lão nhân, tuy rất nực cười nhưng không để lộ ra mặt, có điều là cũng có chút thất vọng. La Võng Cơ ngay sau bỗng bật cười khanh khách. Lão nhân không chờ La Võng Cơ cười dứt đã run lẩy bẩy quay người đi, vẻ như sợ hãi bỏ chạy. Nhưng lão nhân vừa chạy được hai bước thì đã bị La Võng Cơ nhẹ nhàng vươn tay chụp lấy cổ áo, không động đậy được nữa. La Võng Cơ khúc khích cười nói. Lão Tiền Bối sao lại bỏ chạy vậy? Lão nhân càng thêm run rẩy dữ dội, sợ sệt đáp. Lão sợ không sống được nữa. Âu Dương Thu thấy dáng vẻ tội nghiệp của lão nhân thật chẳng giống với người có võ công cao siêu, khác hẳn những lúc vững vàng ngồi trên mặt biển, thả câu ăn cá và dùng khí kình làm dậy sóng to, đánh vỡ chiếc thuyền nhỏ của chàng, nên chàng càng thêm thắc mắc về lão nhân này. Chỉ nghe La Võng Cơ ngạc nhiên hỏi. Lão Tiền Bối sợ gì vậy? Đồng thời buông tay ra, lão nhân bùn rùn ngồi xuống đất run giọng đáp. Lão phù sợ tiếng cười của cô nương. Lạ thật, lão Tiền Bối đã nói là ngay cả Hoạt Diêm Vương cũng chẳng sợ, sao lại sợ tiểu nữ cười? Vậy là lão Tiền Bối đã biết tiểu nữ là ai rồi phải không? Không không, lão không biết cô nương là ai, nhưng lão nghe nói ở đây có một người con gái danh hiệu là Thiên Võng Tiên Tử La Võng Cơ. Ai mà gặp nàng ta, hễ nghe nàng ta cười là bảo đảm mất mạng, nên... Nên lão Tiền Bối nghe tiểu nữ cười, từ là đã gặp nàng ta ư? Vâng vâng, cầu mong cô nương không phải là nàng ta. Vậy tiểu nữ cho lão Tiền Bối biết, tiểu nữ là... Lão nhân chạm mắt. Là gì? La Võng Cơ chậm rãi nói. Là con gái của Hạt Diêm Vương La Tu, Đại Long Đầu Hải Long Hội, và cũng chính là người con gái có danh hiệu Thiên Võng Tiền Tử La Võng Cơ, hễ cười là giết người mà lão Tiền Bối đã nghe đấy. Ôi, cô nương đừng có đùa chứ, lão... Lão nhân bỗng nín bặt, phịch một tiếng ngã xuống đất ngất xỉu. Ông ấy đã sợ đến ngất xỉu rồi. Âu Dương Thu vừa nói vừa ngồi xổm xuống, xoa bóp cho lão nhân. La Võng Cơ đứng lên, như vì một việc gì đó, đắm chìm trong suy tư. La xào lão nhân dần hồi tỉnh, ngồi dậy nhìn Âu Dương Thu nói. Lão đã chết rồi ư? La Võng Cơ liền từ suy tư trở về thực tại, tranh trước nói. Lão Tiền Bối chưa chết đâu. Lão chưa chết ư? Vì sao cô nương không giết lão? Vì sao tiểu nữ lại phải giết lão Tiền Bối chứ? Chả lẽ cô nương chịu từ bỏ thói quen của mình hay sao? La Võng Cơ thở dài não ruột. Thói quen của mọi khi lắm lúc cũng có thể thay đổi. Huống hồ La Võng Cơ này... Nàng bỗng ngưng lời không nói tiếp nữa. Ngay khi ấy, lão nhân bỗng cạch một tiếng. Dùng miệng cắn đứt ngón giữa tay trái, máu tuôn xối xả nhưng không hề có vẻ đau đớn. Nhìn La Võng Cơ nói. Hôm nay lão tự cắn đứt một ngón tay để tạ ơn đã không giết của La cô nương. Nếu hữu duyên mai này tái ngộ, hai vị đều có thiên phú bẩm dị, thuộc lương tài thượng thừa. Trên giang hồ hiện nay có một hào kiếp đẫm máu đang nhầm nhen nhúm và phát triển. Rất mong hai vị có thể chung lưng đấu cật cứu vãn nguy cơ. Thật là hết sức may mắn cho giới võ lâm. Lão nhân dứt lời, liền tức thì tung mình ra biển, lướt đi trên sóng nước. Âu Dương Thù vừa định đuổi theo, nhưng bị La Võng Cơ nắm tay giữ lại, lắc đầu nói. Âu Dương huynh đệ. Không nên. Âu Dương Thu vội nói. La tỷ tỷ buông tay ra mau, tại hạ có điều cần hỏi ông ấy. Vị tiền bối này hành động quái dị,
nhưng theo những lời sau cùng, ông ấy hẳn là một vị kỳ nhân dị sĩ có lòng cứu vãn kiếp nạn giang hồ. Điều mà ông ấy không muốn nói thì huynh đệ hỏi cũng vô ích thôi. Và lại, huynh đệ cũng chưa chắc đã đuổi kịp được ông ấy đâu. Âu Dương Thu nghe La Võng Cơ nói cũng có lý. Tại hạ càng ngày càng lấy làm lạ về bốn câu thơ mà ông ấy ngâm, chẳng hay La tỷ tỷ có chú ý đến không? Chàng lúc này đã hiểu khá nhiều về La Võng Cơ, nhận thấy nàng tuy lạnh lùng khiếp người nhưng không phải là người có lòng dạ độc ác, ngang tàng không biết lẽ phải, nên tiếng gọi La tỷ tỷ rất thân thiết. La Võng Cơ thật cũng có thiện cảm với Âu Dương Thu, nhưng đó không phải là vì chàng là con trai của Âu Dương Hàn đại hiệp danh chấn giang hồ, mà là nàng thấy Âu Dương Thu tuy có ba vết sẹo tím gớm ghiếc, nhưng chàng mày kiếm mắt sao, mỗi thẳng miệng vuông, vẫn còn có vẻ anh tuấn phong độ. Hơn nữa, về khuyết điểm trên mặt của Âu Dương Thu, chàng hiểu sao nàng rất có hy vọng chữa khỏi. Nói chung, vị nữ sát tinh khiến người nghe danh táng đởm này trong thời gian ngắn ngủi từ trong đáy lòng đã nảy sinh một thiện cảm chưa từng có. Chính nàng cũng không hiểu nổi, chỉ cảm thấy nó có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nàng mà thôi. Lúc này nghe Âu Dương Thu gọi La tỷ tỷ một cách thân thiết khiến nàng hết sức vui sướng, bất giác mặt ửng đỏ, nhèn cười nói. Âu Dương huynh đệ, ngu tỷ có nghe rõ bốn câu thơ ấy nhưng nhất thời cũng không hiểu ý nghĩa. Âu Dương Thu cũng bất giác nghe lòng xao xuyến trước nụ cười quyến rũ của La Võng Cơ và sực nhớ lời nói của lão nhân quái dị kia, bỗng hỏi. La tỷ tỷ, vì lão tiền bối khi nãy sao lại nói tỷ tỷ hễ cười là giết người, việc ấy có thật không? Một người hiếu sát không hẳn là do bản tính. La Võng Cơ này lúc 7 tuổi đã theo sư phụ học võ công, 15 tuổi hành đạo giang hồ, quả là đã giết không ít người. Ngu tỷ dám thề với trời đất là chưa bao giờ giết lầm một người tốt nào. Mặc dù Hải Long Hội của gia phụ chẳng phải là một tổ chức chính đại gì trong giới hiệp nghĩa, nhưng ngu tỷ chưa từng làm việc gì cho Hải Long Hội mà chỉ tự ý bôn ba trên giang hồ 3 năm, chẳng ngờ lại tạo được ngoại hiệu Thiên Võng Tiên Tử. Âu Dương Thu tán đồng. Người trong giới võ lâm chúng ta bằng vào bản lĩnh của mình càng diệt trừ được nhiều ác tặc thì càng mang lại nhiều an toàn cho đương dân, chỉ cần hành sự không hổ thẹn với lương tâm thì có gì là không được. Nhưng người đời thiếu sáng suốt, đa số hay nghe lời đồn thất thiệt, có mấy ai dám đứng ra bảo vệ công lý, nhận định rõ ràng thiện ác phải trái. Do đó hễ giết người nhiều thì là khó khỏi mang tiếng ác. La tỷ tỷ nói đó cũng là đạo lý thực tế, nhưng chúng ta chỉ cần lòng yên ổn cũng chẳng cần bận tâm đến vấn đề ấy. Âu Dương Thu nói đến đó, ngừng chốc lát bỗng hỏi. Võ công của La tỷ tỷ hẳn là rất kiệt xuất, chẳng hay lệnh sư là vị cao nhân nào vậy? Võ công sàng xính của Ngô tỷ sao có thể gọi là kiệt xuất được? Âu Dương huynh đệ chớ có quá tâng bốc La Võng Cơ này, gia sơ là vô ưu thượng nhân. Âu Dương Thu trầm ngâm. Vô ưu thượng nhân? La tỷ tỷ có biết trên giang hồ có một vị tiền bối đạo hiệu là Thái Hư thượng nhân không? La Võng Cơ ngẫm nghĩ chốc lát. Chưa từng nghe nói. Âu Dương huynh đệ hỏi thăm Thái Hư thượng nhân chi vậy? Âu Dương Thu ngẫm nghĩ một hồi, đoạn bèn kể lại chuyện nhà gặp thảm biến, phụ thân sống chết không rõ, lập chí quyết báo thù cho gia đình. Nghe nói trên đời này có Thái Hư thượng nhân là võ công cao nhất nên phải tìm ông ấy bái sư học võ. Nhưng khổ nỗi không biết Thái Hư thượng nhân ở đâu nên mới đến đại lý, vốn định tìm chi gia của phụ thân là Nhị Hải cư sĩ hỏi thăm. Nào ngờ Nhị Hải cư sĩ cũng đã thảm tử nên mới trôi giạt tha hương, chỉ giấu giếm chuyện thiết bốc thần y chỉ điểm và những gì đã nghe và thấy trong ly biệt câu. Nghe xong, La Võng Cơ thở dài nói. Ôi, thì ra cảnh ngộ của Âu Dương huynh đệ lại bi thảm như vậy. Theo lời huynh đệ, lệnh tôn e giữ nhiều lành ít. Vậy là cái chết của Lam Tâm Long phu phụ với Nhị Hải cư sĩ hẳn không phải là do lệnh tôn gây ra. Thế thì... Âu Dương Thu quả quyết. Họ đều là bạn thân của gia phụ, tiểu đệ dám khẳng định không phải là do gia phụ sát hại. Vì vậy tiểu đệ phải học thành tuyệt kỹ, điều tra rõ trắng đèn vụ này, hầu rửa sạch nỗi oan cho gia phụ. La Võng Cơ ngước mắt nhìn vầng thái dương đã ngả sang tây nói. Âu Dương huynh đệ tuổi tuy nhỏ, nhưng ý chí thật là đáng khen. Ngu tỷ nhất định sẽ tìm cách giúp huynh đệ hoàn thành ước nguyện. Hôm nay trời đã sắp tối, xin mời đến tệ xá nghỉ tạm một đêm, để ngu tỷ hỏi thử gia phụ xem, không chừng biết được tung tích của Thái Hư thượng nhân cũng nên. Vậy thì làm phiền La tỷ quá, sao mà được? Âu Dương huynh đệ sao lại nói vậy? Chúng ta đi nào? Âu Dương Thu lúc này cũng chẳng biết quyết định thế nào, hơn nữa trên mình không còn một đồng xu, bụng lại đói meo, La Võng Cơ đã có thành ý thì cũng không nên từ chối, bèn theo La Võng Cơ đi về phía căn cứ địa của Hải Long Hội. Hai người cùng sóng vai nhau bước đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa trò chuyện cười nói vui vẻ. Những người đi dạo trên bờ biển gặp La Võng Cơ thì hết thảy đều khom mình thi lễ tránh đường. Oai danh của Thiên Võng Tiên Tử quả là không hư truyền. Đúng là cửu hạn phùng tam vũ, tha hương ngộ cố chi. Âu Dương Thu với La Võng Cơ tuy không phải là cố chi, nhưng bình thủy tương phùng. Vừa mới gặp mà như đã quen nhau từ thuở nào. Đó là cá tính của hai người thật là quá gần gũi.
Đôi thiếu niên nam nữ này chỉ trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, lòng đã thầm gieo hạt giống ái mộ lẫn nhau. Chuyện giữa nam nữ thật là kỳ diệu. Hai người đang đi, La Võng Cơ bỗng thở dài nói: Âu Dương huynh đệ, ngu tỷ có điều này không biết có nên nói ra hay không? Âu Dương Thù đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ bâng khuâng của La Võng Cơ, thành khẩn nói: Tiểu đệ với tỷ tỷ bình thủy tương phùng, được tỷ tỷ xem trọng, ơn nặng như núi, lòng vô cùng cảm kích. Tỷ tỷ có điều gì cứ nói thẳng ra đi. La Võng Cơ lại buông tiếng thở dài, nói: Ôi, chẳng hiểu sao từ lúc gặp huynh đệ, ngu tỷ cảm thấy bỗng dưng tất cả đều thay đổi. Ngu tỷ có một câu hỏi, mong huynh đệ hãy trả lời. Câu hỏi gì xin tỷ tỷ cứ nói. Huynh đệ nhận thấy con người ngu tỷ thế nào? Tiểu đệ nhận thấy tỷ tỷ rất tốt, người đã xinh đẹp lại còn thông minh mau mắn, hơn nữa lại rất trọng nghĩa khí giang hồ. Nhưng kẻ khác lại cho ngu tỷ là một người lòng dạ rắn rết. Ôi, đấy là nhận xét của tiểu đệ đối với tỷ tỷ, còn kẻ khác thì tiểu đệ không cần biết. Vậy là huynh đệ thích ngu tỷ phải không? Đương nhiên, nhưng... Nhưng sao? Tiểu đệ... Tiểu đệ... Âu Dương Thu ngậm ngừng một hồi, không nói tiếp nữa. La Võng Cơ thông minh dường nào sao lại không biết chàng vì diện mạo xấu xí nên tự ti mặc cảm, vội lái sang chuyện khác nói. Âu Dương huynh đệ, mai kia nếu huynh đệ đạt thành chí nguyện, có chịu gặp ngu tỷ nữa không? Nếu tiểu đệ tròn được ý nguyện, thì điều trước tiên là đến đại lý gặp đại tỷ tỷ. Ngu tỷ hết sức cảm tạ huynh đệ, khi nào chúng ta gặp lại nhau, tỷ sẽ tặng cho huynh đệ một món lễ vật rất quan trọng đối với huynh đệ. Lễ vật gì mà quan trọng vậy à? Bây giờ thì chưa thể nói ra, vì món lễ vật ấy có được chẳng dễ. Ngu tỷ chưa chắc có thể lấy được, nhưng ngu tỷ sẽ bất chấp mọi hy sinh để lấy cho bằng được. Thậm chí... La Võng Cơ bỗng ngưng lời, Âu Dương Thu thắc mắc nói. Vật ấy chẳng dễ lấy được, vậy La tỷ tỷ há tất vì tiểu đệ? Thôi, chúng ta không nói về chuyện ấy nữa. Nói chung sau này huynh đệ hiểu tâm ý của ngu tỷ là được rồi. Âu Dương Thu hết sức thắc mắc với thái độ lấp lửng của La Võng Cơ, không biết là nàng sẽ tặng cho mình vật gì. Nhưng hắn biết là rất quý báu, mặc dù rất muốn biết rõ, nhưng hiện tại nàng không muốn nói ra, chàng cũng chẳng thể ép buộc, đành nói. La tỷ tỷ rất tốt với tiểu đệ thế này, thật sự tiểu đệ không biết lấy gì báo đáp. Ngu tỷ đã nói rồi, chỉ cần huynh đệ hiểu được tâm ý của ngu tỷ là ngu tỷ đủ mãn nguyện, đâu cần huynh đệ phải báo đáp. Và lại chuyện này còn xa vời lắm. Âu Dương Thu bỗng ngừng lên, nhìn thấy phía trước xuất hiện một trang viện hùng vĩ. Trước là nước, sau là núi, cây xanh bao quanh, hết sức tao nhã. Bèn nói, La tỷ tỷ hãy xem, đây là đâu mà phong cảnh đẹp thế? Nếu Âu Dương huynh đệ quả thật thích tòa trang viện này thì chúng ta hãy vào ở đi. Âu Dương Thu ngẩn người. Tiểu đệ không quen biết với trang chủ, sao mà vào được? Huynh đệ không quen biết nhưng ngu tỷ thì biết, sao lại không thể được? Chả lẽ đây là quý phủ à? Không dám, không dám, đây là căn cứ địa của Hải Long Hội và cũng là hàn xá, xin mời Âu Dương huynh đệ. Đoạn khom mình chìa tay mời, nghiêng mặt ném cho Âu Dương Thu một nụ cười duyên dáng, trông hết sức khả ái. Âu Dương Thu sực nhớ lại gương mặt lạnh như băng của La Võng Cơ lúc vừa mới gặp, so với bây giờ thật khác hẳn, như thể là hai người, bất giác thầm nhủ. Nàng ta thật là một người con gái kỳ bí. Đoạn cũng bắt chước bộ điệu của La Võng Cơ chìa tay nói. Không dám, không dám, đây là quý phủ, xin mời La tỷ tỷ vào trước. Thế là hai người đối mặt, bốn mắt chạm nhau cùng cười phá lên. Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng lạc reo vang. Âu Dương Thu ngẩng lên nhìn, chỉ thấy tám đại hán áo xám vạm vỡ từ trong cánh rừng trước trang viện bước ra, dàn thành một hàng ngang, nhìn về phía này ôm quyền thi lễ, cũng cúi thấp đầu, đứng yên không nói một lời, vẻ như đón khách nhưng lại không giống. La Võng Cơ mỉm cười nói, Âu Dương huynh đệ chớ khách sáo, cửa trang đã mở, xin mời. Đoạn liền dẫn trước đi về phía tám đại hán áo xám, Âu Dương Thu thoáng lưỡng lự rồi cũng theo sau tiến tới. Khi còn cách tám đại hán áo xám khoảng 10 bước, La Võng Cơ dừng chân, quay người lại nói. Âu Dương huynh đệ, khi đi ngang qua tám vị huynh đệ này, hãy từng bước theo sau ngu tỷ. Tuyệt đối không được đi bừa. Và trong ngân kiều thôn này tất cả đều khác với ngoại giới, song huynh đệ chưa lấy làm lạ. Tiểu đệ xin nhớ kỹ lời dặn của La tỷ tỷ. La Võng Cơ lại quay về phía tám đại hán áo xám nói. Vị Âu Dương thiếu hiệp này là bạn của bổn cô nương phải đưa y vào trang. Tám đại hán áo xám nghe vậy, liền cùng quay lưng lại, chính giữa chừa ra một con đường vào rừng. Âu Dương Thu chú mắt nhìn, cánh rừng trước trang viện này chỉ trông mười mấy trượng, cây trồng thành hàng to cỡ miệng bát hết sức ngay ngắn. Chàng bất giác hoài nghi thầm nhủ. Xem ra cánh rừng này hẳn là có vấn đề, nếu không... Trong lúc suy nghĩ đã theo sau La Võng Cơ đi qua khỏi tám đại hán áo xám, từ từ đi vào trong rừng.
Trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng, không bóng người mà cũng chẳng có bóng chim. Trên mặt đất là thảm cỏ xanh mượt, thật là một nơi hóng mát lý tưởng vào mùa hè. Âu Dương Thu vừa đi vừa nhìn, chỉ thấy La Phong Cơ có khi đi qua 3 ngọn cây là rẽ ngoặt, lúc thì đi qua 5 cây không nhất định, nhưng bước đi thì hết sức thận trọng, như là đi sai một bước là gặp nguy hiểm ngay. Chàng tuy không hiểu biết về ngũ hành độn số, cửu cung bát quái, nhưng thế vậy cũng biết cánh rừng này hẳn là một hàng rào bảo vệ quan trọng của Ngân Kiều thôn. Sự suy luận của Âu Dương Thu lập tức được chứng thực, bởi khi La Phong Cơ đưa chàng lên đến thềm đá trước cổng trang viện, nàng mới thở phào một hơi dài, thần thái cũng không còn căng thẳng như lúc ở trong vườn nữa. Trước cổng trang viện cũng có 8 đại hán áo xám, chia nhau đứng ở hai bên tả hữu, vừa thấy La Võng Cơ và Âu Dương Thu thì cũng ôm quyền thi lễ, lặng thinh không nói một lời. Âu Dương Thu hết sức lấy làm lạ thầm nhủ. Chả lẽ người của Ngân Kiều thôn hết thảy đều câm hết cả sao? Điều lạ lùng hơn hết là La Võng Cơ kể từ lúc vào trong rừng thái độ đã đổi khác, vẻ mặt lại trở nên lạnh như băng xương. Âu Dương Thu đưa mắt nhìn cửa cổng trang viện, chỉ thấy hai cánh cửa đen đóng chặt, bên trên có một tấm biển đen với ba chữ vàng, Ngân Kiều thôn to lớn. Sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà. Trên hai cánh cửa sơn đen cũng có hai câu thơ đối chữ vàng là nước lặng cá nuốt bóng, hoa rộ chim khinh người. Hai câu đối này nét chữ rất rắn giỏi, ý nghĩa cũng rất thoát tục, như là phủ đệ ẩn cư của một sĩ phu. Chẳng ai ngờ đây lại là căn cứ địa của một tổ chức giang hồ. Âu Dương Thu biết rất rõ về sự tích võ lâm, tuy từng nghe nói đến tên Hải Long Hội, nhưng không rõ tôn chỉ của Hải Long Hội là như thế nào. Tuy nhiên, qua tác phong ngang tàng của Hải Để Man Chu Nhân Sơ, cha cũng nhận ra Hải Long Hội hẳn là một bang phái hắc đạo. Âu Dương Thu sau khi nhà gặp thảm biến và bao phen nếm trải hiểm nguy, ngay đến ba chị em nhà họ Lam thân thiết với chàng cũng muốn hạ sát chàng nên đã tạo cho chàng trong lòng nghi kỵ đối với mọi người và mọi việc. Lần này chàng chưa bước chân vào Ngân Kiều thôn mà đã gặp nhiều điều quái dị. Chàng không lòng đầy hoài nghi sao được. Tuy nhiên, bản tính quật cường và lòng hiếu kỳ đã khiến chàng quyết định tiến vào Ngân Kiều thôn tìm hiểu sự thật. Nên La Võng Cơ lặng yên trước cửa trang viện, chàng cũng thản nhiên đứng chờ diễn biến. Khoảng thời gian sau nửa tuần trà, hai cánh cửa đen kẹt một tiếng mở ra. La Võng Cơ lại như lúc ở trước rừng, với giọng lạnh băng nói: "Vị Âu Dương thiếu hiệp này là bạn của bổn cô nương phải đưa y vào trang." Tám đại hán áo xám lại nhìn Âu Dương Thu như vậy, rồi cùng quay lưng lại. Trước sau 18 đại hán áo xám động tác hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên đã trải qua một phen huấn luyện đặc biệt. "Âu Dương huynh đệ, hãy đi theo Ngu tỷ." Đoạn, La Võng Cơ dẫn trước đi vào cửa. Âu Dương Thu theo sát phía sau. Trước cửa cổng là một bức vách chắn màu trắng, trên vẽ một con rồng vàng giữa nước rất sinh động. Hai bên vách chắn đều có một cửa tròn khá rộng, đủ cho hai người cưỡi ngựa đi vào. Một con đường lát đá dài mười mấy trượng, dưới cây cối che phủ, dẫn thẳng vào một gian đại sảnh đồ sộ. Sân vườn rộng thế này nhưng lại hoàn toàn tĩnh lặng, không hề có một tiếng động khẽ, khiến cho người vào đây không khỏi dậy lên cảm giác ghê rợn. Lát sau, hai người đã đi đến cuối con đường lát đá. Âu Dương Thu đưa mắt nhìn, chỉ thấy cửa sảnh mở toang, bên trong tuy có thắp nến, nhưng vắng ngắt không một bóng người. "Tổng đà Hải Long Hội sao lại vắng lặng thế này?" Âu Dương Thu vừa định lên tiếng hỏi La Võng Cơ, ngay khi ấy vừa đặt chân lên thềm sảnh, chợt thấy ánh vàng lấp lóa, khiến cho chàng suýt nữa kêu lên thành tiếng. Chỉ thấy chằm giữa đại sảnh có một bức bình phong bằng ván sơn đen, trên treo một thanh trường kiếm ánh sáng vàng chói và thân kiếm thêm một đóa hàn mai. Kiếm màu đỏ tươi dài hơn thước đung đưa theo gió, giống hệt như thanh kiếm khắc trên vách chắn trong hàn mai bảo. La Võng Cơ thấy Âu Dương Thu dừng bước thờ thẫn nhìn thanh kiếm, bèn kéo tay chàng, thấp giọng nói: "Âu Dương huynh đệ, trời tối rồi, hẳn là huynh đệ đã đói, đi vào mau." La Võng Cơ tuy vẫn mặt đanh lạnh, nhưng giọng nói thì rất dịu dàng. Âu Dương Thu như đã hoàn toàn mất chủ động, lẳng lặng đi theo La Võng Cơ vòng qua bình phong ván. Nhưng sao bình phong không có lối đi? Âu Dương Thu đang ngạc nhiên, chỉ thấy La Võng Cơ tiến tới ba bước, dẫm lên một miếng gạch vuông ba cái. Vách tường liền có tiếng kèn kẹt vang lên, hiện ra một khung cửa vuông. Trong thoáng chốc ấy, Âu Dương Thu đã nhìn thấy bên trong nhà cửa trùng trùng điệp điệp, thì ra còn có thế giới khác nữa. La Võng Cơ lại quay ra sau khẽ nói: "Âu Dương huynh đệ, qua khỏi sảnh này là đến khu trung tâm của Ngân Kiều thôn, hãy nhớ kỹ lời dạy khi nãy của Ngu tỷ." Quý phủ dường như có cơ quan trùng trùng, đâu đâu cũng có vẻ thần bí, tỷ tỷ dẫn tiểu đệ vào có tiện không? La Võng Cơ không đáp, chỉ nhìn Âu Dương Thu nhảy miệng cười, rồi kéo chàng đi qua cửa vuông. Hai người vừa đi qua khỏi cửa, lại nghe tiếng kèn kẹt vang lên, cửa vuông đóng lại. La Võng Cơ giờ mới nói: "Âu Dương huynh đệ hãy yên tâm, Ngu tỷ mời huynh đệ đến đây hoàn toàn không có ác ý." "Ý tiểu đệ là..." Âu Dương Thu bỗng ngưng lời, thì ra chàng vừa thấy hai ả tỷ nữ đột nhiên xuất hiện. Hai ả tỷ nữ này tuổi đều khoảng 15-16, áo váy xanh lục, tóc thắt hai bím, khá xinh đẹp. Mỗi nàng tay cầm một chiếc cung đăng màu hồng phấn.
Họ xuất hiện quá đột ngột, Âu Dương Thu tưởng như họ từ trên trời giáng xuống, lại thêm dáng vẻ hết sức lạ lùng, càng khiến chàng thắc mắc khôn tả. Vị Âu Dương Thiếu Hiệp này là bạn của ta. Các người hãy đưa Âu Dương Thiếu Hiệp đến phòng khách dùng trà, lát nữa ta sẽ đến ngay. Là Võng Cơ dặn xong hai tỷ nữ như người gỗ, không chờ Âu Dương Thu bày tỏ ý kiến đã quay người phi thân vào rừng mất dạng. Hai tỷ nữ áo lục giơ cung đăng lên, đưa mắt nhìn Âu Dương Thu, ra ý bảo chàng đi theo họ. Âu Dương Thu thấy La Võng Cơ loáng cái mất dạng, bất giác cảm thấy sợ sợ, nhưng sau một thoáng lưỡng lự vẫn cất bước đi theo hai ả tỷ nữ. Quanh qua rẽ lại, băng qua mấy con đường nhỏ cây cối tùm, sau cùng Âu Dương Thu đã được hai tỷ nữ dẫn đến một ngôi nhà ba gian, có trúc xanh bao bọc hết sức trang nhã. Ngôi nhà này rất thoáng mát, đầy đủ gầm kỳ thi họa, ngập tràn vẻ cổ kính. Âu Dương Thu đảo mắt quan sát một hồi, hai tỷ nữ mang đến một ấm trà thơm, rút cho chàng một chung, ra ý bảo ngồi xuống dùng trà, rồi cầm cung đăng sóng vai nhau đi ra khỏi nhà. Mùi trà thơm ngát khiến cho Âu Dương Thu cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, vừa định cầm chung lên uống thì bỗng nghe ngoài cửa vang lên một tiếng đằng hắng rất khẽ, liền động tâm đứng lên. Ngay khi ấy, một chiếc lá vàng khô to cỡ bàn tay từ ngoài la đà bay vào, Âu Dương Thu liền vung tay chụp lấy. Lá vàng đã nắm trong tay nhưng chưa kịp nhìn kỹ, bỗng thấy bóng đỏ nhấp nhóe, chàng giật mình liên tiếp thoái lùi mấy bước. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy La Võng Cơ mặt đầy vẻ hớt hải xuất hiện trước mặt. Thu đệ, đi mau, kẻo trễ chúng ta đều mất mạng. La Võng Cơ vừa hối hả nói vừa nắm tay Âu Dương Thu phóng đi ra ngoài. Âu Dương Thu ngơ ngác hỏi. La tỷ tỷ, việc gì thế này? Đừng lên tiếng, chạy mau. Hai người vừa lách qua khỏi hàng trúc xanh bao quanh nhà, ẩn nấp dưới một cây hoa rập rập. Đã thấy bóng hai người áo xanh tay cầm trường kiếm, phóng đi thẳng vào cửa ngôi nhà hai người vừa mới rời khỏi. Chỗ hai người áo xanh đi qua cách chỗ ẩn nấp của Âu Dương Thu và La Võng Cơ rất gần, nên hai người nhìn thấy rất rõ. Âu Dương Thu rúng động cõi lòng, vừa định lao ra, nhưng bị La Võng Cơ nắm giữ lại, kề tai khẽ nói. Hai ta đều không phải là địch thủ của họ đâu, tuyệt đối đừng để cho họ phát giác. Tiểu tử, còn không mau ngoan ngoãn ra đây chịu chết à? Âu Dương Thu nghe nói liền đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai người áo xanh đã từ trong nhà trở ra, đứng bên một khóm trúc, quét mắt nhìn quanh tìm kiếm. Trong số đó có một người mảnh khảnh nói câu đấy, một trường vung ra đẩy về phía một lùm hoa. Lùm cây hoa ấy cách chỗ nấp của Âu Dương Thu và La Võng Cơ đi xa hơn hai trượng, nhưng hai người vẫn cảm thấy được một luồng kình phong ập đến lạnh buốt. Hai người cùng bất giác dùng mình. Âu Dương Thu giờ mới biết sự lợi hại của hai người áo xanh, bèn cố nén lời giận trong lòng thầm nhủ. Khi nào Âu Dương Thu này học thành tuyệt kỹ, sẽ tìm đến các người thanh toán món nợ máu kia cũng chưa muộn. Người áo xanh chỉ nhẹ nhàng tung ra một trường, một lùm cây hoa liền tức thì lá bay cành rụng, trường kình thật là khủng khiếp, khiến cho Âu Dương Thu cũng chẳng nhận ra được đó là môn võ công gì. Người áo xanh thấp hơn bỗng ngạc nhiên kêu lên. Ủa, tên tiểu tử ấy ở đằng kia? Chưa dứt lời, người đã tung lên, lao nhanh về phía trái nhà. Người áo xanh mảnh khảnh thoáng tần ngần, rồi cũng tung mình theo sau. Hiển nhiên họ đã phát giác phía ấy có động tĩnh khác lạ, tưởng lầm là Âu Dương Thu. Là Võng Cờ thấy hai người áo xanh vừa khuất sau lùm trúc bên kia, liền vội nắm tay Âu Dương Thu phóng nhanh đi về hướng còn lại. Khinh công của chàng vốn đã khá, lại thêm là Võng Cờ quen thuộc đường lối, chỉ vài lượt tung mình hai người đã đến phía sau gian đại sảnh đã đi qua khi nãy. Là Võng Cờ đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng người nào, bèn khẽ nói: "Chúng ta chỉ cần qua khỏi gian đại sảnh này là thoát nửa phần nguy hiểm, nhưng tỷ tỷ đã biết cơ quan mở ngầm, vậy thì có gì là khó? Thu đệ không rõ tình hình trong Ngân Kiều thôn, chúng ta vẫn từ trong đại sảnh thoát ra, khác nào thiêu thân lao vào lửa đỏ, tự chuốc lấy cái chết. Vậy chúng ta sao không vượt qua trên mái nhà? Trên mái nhà cũng nguy hiểm trùng trùng, nhưng đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ còn cách ấy để thử thôi." Hai người vừa định tung mình, bỗng nghe thấy trong sân vườn vang lên một tiếng còi lạnh lót, cao vút tận mây xanh. "Thu đệ, nhanh lên!" Vừa dứt lời đã nắm tay trái của Âu Dương Thu, tung mình lên mái đại sảnh. Nhưng ngay khi hai người bốn chân sắp chạm vào mái ngói thì bỗng một luồng kình phong kèm theo tiếng rít lạnh lót ập đến như vũ bão. Hai người đang lơ lửng trên không nên bị đẩy lùi ra sau, rơi trở xuống đất. May nhờ có khinh công cao minh nên chưa bị thọ thương. Tiếp theo một tiếng lạnh lùng vang lên. "Tưởng là ai thì ra là cô nương. Sao không đi bằng lối cửa mà lại phóng qua phi hầm sảnh do Thanh Long Đường quản hạt? Chẳng lẽ cô nương không biết lợi hại ư?" Dứt lời, một văn sĩ đầu đội khăn nho, mình mặc áo dài xám từ trên mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống. Văn sĩ này tuổi khoảng trên dưới 30, mặt mày trắng trẻo, mày thanh mục tú, nhưng thoáng vẻ xảo quyệt tà ác, dáng người mảnh khảnh hạ xuống đất không có một tiếng động khẽ, hiển nhiên là võ công đã đạt đến trình độ thượng thừa. La Võng Cơ tiến một bước thản nhiên nói: "Tuyệt kỹ thành vũ phiến của Triệu đường chủ quả là danh bất hư truyền."
Văn sĩ áo xám không chờ La Võng Cơ dứt lời, chiếc thanh vũ phiến trong tay phẩy nhẹ ra chiều rất tự đắc, cười nói. La cô nương quá khen, chiếc thanh vũ phiến này của tệ đường chủ sao mà có thể sánh được với thần thủ tiên võng của cô nương. Tuy nhiên... Y bỗng ngưng lời, đưa mắt nhìn chiếc quạt lông màu xanh to cỡ lá sen trong tay, nói tiếp. Khắp cõi đời này nếu luận về võ công trên phiến, tệ đường chủ không dám nói là duy ngã độc tôn, nhưng khắp 13 tỉnh Nam Bắc thì chưa từng gặp địch thủ. La Võng Cơ vờ làm ra vẻ khâm phục nói. Đương nhiên, chẳng phải La Võng Cơ này xiểm nịnh, tuyệt kỹ độc môn thanh vũ phiến của triệu đường chủ, đồng đạo võ lâm khắp thiên hạ ai mà không biết chứ. Chính vì vậy mà gia phụ trước nay vẫn xem triệu đường chủ như tay phải tay trái. Những lời tông bốc ấy của La Võng Cơ lập tức có hiệu quả, chỉ thấy triệu đường chủ mặt lộ vẻ vui sướng cười nói. La cô nương trước nay chưa từng khen ngợi ai bao giờ, hôm nay bỗng nhiên đổi khác vậy, phải chăng là có việc cần đến tệ đường chủ trợ giúp? Đã liếc mắt nhìn Âu Dương Thu đang đứng sau lưng La Võng Cơ nói tiếp. Người ta thường nói trước mặt người thật không nói lời giả, nếu La cô nương quả là có việc thì xin cứ nói ra. Thanh vũ phiến triệu tam đường này chưa bao giờ nhường nhịn ai, nhưng chỉ cần là việc của cô nương thì dù có phải lên núi kiếm xuống biển lửa cũng chẳng từ chối. La Võng Cơ nguýt cho y một cái, dịu dàng nói. Triệu đường chủ tốt với tiểu muội thế này, tiểu muội sao dám nhận lãnh, thật ra cũng chẳng có gì quan trọng cần nhờ. Đoạn quay ra sau chỉ Âu Dương Thu nói tiếp. Vị tiểu huynh đệ này là đệ tử mới thu nhận của gia sư Vô Ưu thượng nhân, do phụ mệnh gia sư đến đây tìm tiểu muội, phải lập tức trở về. Tiểu muội vì không muốn làm phiền đường chủ nên mới định vượt qua phi hồng sảnh, đưa sư đệ rời khỏi trang, chẳng ngờ đã làm kinh động đại giá của đường chủ. Thanh vũ phiến triệu tam đường có địa vị đường chủ tôn cao trong Hải Long hội, đã thầm yêu La Võng Cơ từ lâu, nhưng vì nàng là con gái của đại long đầu Hoạt Diêm Vương La Tu và lại lạnh lùng như băng xương, không giao thiệp với bất kỳ người đàn ông nào, nên đến nay vẫn chưa dám tỏ bày tình ý. Giờ đây La Võng Cơ giả vờ thân mật với y, mặc dù trong lòng hồ nghi, nhưng sao chịu bỏ qua cơ hội hiến ân cần ấy, lấy lòng gia nhân. Đồng thời y cũng thấy Âu Dương Thu mặt đầy thẹo tím quá ư xấu xí, nên sau khi La Võng Cơ nói ra mục đích, y bèn thầm nhủ. Hẳn nàng không bao giờ phải lòng tên tiểu tử xấu xí này, thôi thì sẵn tiện giúp nàng cũng chẳng hề gì. Triệu Tam Đường sau một hồi ngẫm nghĩ cười nói. Đã là cao túc của lệnh sư, bổn đường chủ càng phải đối xử tử tế hơn. Nhưng phi hầm sảnh này đã phong bế, nếu không có lệnh dụ của lệnh tôn, bất kỳ ai cũng không có dám quyết định khởi động cơ quan cho người đi qua. Hơn nữa cô nương hẳn đã nghe tín hiệu báo động, dường như có cao thủ võ lâm xâm nhập. Đường chủ đã không thể trợ giúp, thì để bọn này đành phải quay lại vậy. Triệu Tam Đường vội nói. Là cô nương khoan đã. La Võng Cơ dừng bước, quay nửa người lạnh lùng nói. Triệu đường chủ còn dạy gì nữa? Triệu Tam Đường cười rời lời. Cô nương nói gì lạ vậy? Bổn đường chủ sao dám dạy bảo cô nương? Tín hiệu báo động ấy có lẽ chỉ là hậu viện. Nhân lúc ở đây không có người, bổn đường chủ có một cách lưỡng toàn. Chẳng hay ý cô nương thế nào? Cách lưỡng toàn gì? Xin đường chủ nói ra nghe thử. Triệu Tam Đường đưa tay chỉ phi hồng sảnh. Cô nương hẳn rõ là trên mái toàn là ám khí tuyệt độc, tuyệt đối không thể đặt chân lên. Muốn vượt qua là phải có chỗ mượn sức, nhưng thực tế thì không có, mà cửa ngầm trên vách sảnh lại không thể mở. Vậy thì chỉ còn có một con đường là vượt qua trên mái sảnh mà thôi. Cách bây giờ là xin cô nương cùng lệnh sư đệ thi triển khinh công phóng lên trên mái sảnh, rồi bổn đường chủ sẽ giúp sức một phiến, là hai vị có thể vượt qua ngay. Như vậy đã không trái lệnh lệnh tôn, mà lại còn có thể giúp cho cô nương ra khỏi trang, chẳng phải lưỡng toàn thì là gì? Tuy nhiên bổn đường chủ có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô nương phải bằng lòng làm vợ bổn đường chủ. Được, tiểu muội bằng lòng. Âu Dương Thu tuy không nghe hai người nói gì, nhưng đoán biết hẳn là trao đổi một điều kiện rất quan trọng. Triệu Tam Đường vừa nghe La Võng Cơ ưng thuận một cách kiên quyết, vui mừng khôn xiết nói. Vậy thì cô nương hãy uống vào viên dược hoàn này để tỏ quyết tâm. Đoạn từ trong lòng móc ra một viên dược hoàn màu bạc to cỡ hạt đào, đặt ở trên lòng bàn tay. La Võng Cơ nhướng mày hỏi. Vậy là có ý gì? Triệu Tam Đường cười nham hiểm. Cô nương sau khi uống vào viên dược hoàn này, trong vòng 24 giờ phải trở về trang tìm bổn đường chủ. Bổn đường chủ sẽ đưa thuốc giải cho cô nương uống vào. Nếu không... Chết chắc chứ gì? Cô nương là người thông minh. Triệu Tam Đường không bao giờ làm điều không chắc chắn. Cô nương hãy suy nghĩ kỹ. Thôi được, chúng ta quyết định như vậy. La Võng Cơ nói xong, đưa tay cầm lấy dược hoàn bỏ vào miệng nuốt ngay. Âu Dương Thú định ngăn cản nhưng đã muộn. Triệu Tam Đường thấy La Võng Cơ đã nuốt dược hoàn, liền cười nói. Xin mời cô nương. La Võng Cơ lặng thinh, nắm tay Âu Dương Thu tung mình lên trên phi hồng sảnh. Triệu Tam Đường quả là cũng giữ đúng lời hứa. Khi hai người sắp hạ chân xuống mái nhà thì y đã kịp thời phi thân lên quét ra một phiến,
nhẹ nhàng đưa hai người qua khỏi phi hồng sảnh, hạ xuống tiền viện. Lão bóng cờ vẫn không nói một lời, nhưng có vẻ rất căng thẳng, nắm tay Âu Dương Thu phóng nhanh về phía cổng Ngân Kiều thôn. Đến dưới lầu cửa, sợ lại gặp nhiều phiền phức mất thời gian, bèn rón rén vòng sang bên, vượt qua bờ tường, vội vã phóng đi vào rừng. Lão bóng cờ thông thuộc đường lối, không gặp bất kỳ trở ngại nào, quanh qua quẹo lại mấy lượt đã ra khỏi rừng, đưa mắt nhìn quanh, thở phào một hơi dài rồi nói: "Chúng ta phải chạy nhanh, trong đêm nay phải ra khỏi trăm dặm." "Là tỷ tỷ." "Thu đệ đừng nói nữa, chỉ cần chúng ta thoát khỏi trăm dặm là mọi sự tỷ tỷ đều có cách." Đoạn liền nắm tay Âu Dương Thu, với hết tốc độ kinh công phóng đi. Dưới ánh trăng, hai bóng người phóng nhanh như sao xẹt, vượt núi băng rừng đi không ngừng nghỉ. Âu Dương Thu nhận thấy tất cả những gì trong Ngân Kiều thôn thật là thần bí khôn lường, và về dụng tâm của La Võng Cơ, chàng càng nghĩ càng thêm thắc mắc. Vì sao nàng lại đưa chàng đến? Vì sao nàng lại mạo hiểm sinh tử dẫn chàng đào tẩu? Vì sao lại phải nội trong một đêm phải thoát ra khỏi trăm dặm? Tất cả hành động ấy đều hết sức khó hiểu. Âu Dương Thu vừa phóng đi vừa suy nghĩ. Chuyến đi Ngân Kiều thôn này tuy suýt tán mạng, nhưng cũng chẳng phải là không có thu hoạch. Đó là hai người áo xanh cầm kiếm truy sát chàng dường như chính là hung thủ đã đột nhập Hàn Mai Bảo, tàn sát cả nhà của chàng trong đêm mưa gió bão bùng. Phát hiện ấy đã khiến cho Âu Dương Thu càng thấy tầm quan trọng của việc tìm danh sư học võ công. Bởi những người mà chàng đã gặp trong Ngân Kiều thôn hết thảy đều có võ công cao cường, so với chàng thật là khác xa một trời một vực. Nếu những hai người áo xanh kia đúng là kẻ thù của chàng, rất hiển nhiên cả Hải Long hội đều có liên quan. Chàng tuy chưa từng gặp Hoạt Diêm Vương La Tu, nhưng qua ngoại hiệu y và võ công của thuộc hạ y hẳn là một nhân vật lợi hại, võ công cao thâm khôn lường. Nếu muốn báo thù, tiết hận thì phải học thành công võ công chắc tuyệt. Âu Dương Thu trong lúc suy tư đã theo La Võng Cơ phóng đi một mạch khoảng 6-70 dặm, chán đẫm mồ hôi, vừa đói vừa khát, thật là không còn sức chịu đựng nổi. Khi ấy, bỗng nghe La Võng Cơ hốt hoảng: "Thu đệ, hãy cố gắng lên, lúc này rất quan trọng, chừng nửa giờ nữa có lẽ chúng ta sẽ thoát ra ngoài trăm dặm, lúc ấy mới kể được là thật sự thoát khỏi vòng nguy hiểm." Âu Dương Thu đưa mắt nhìn La Võng Cơ, thấy mặt nàng đầy vẻ lo lắng và trán cũng đẫm mồ hôi, tuy không hiểu sự nguy hiểm mà nàng đang nói là chuyện gì, nhưng tin đó không phải là nói ngoa, nên liền gật đầu, định thần đề khí, cầm hết sức lực phóng đi. Khoảng một khắc sau thì La Võng Cơ bỗng dừng lại, thở dài thất vọng: "Thu đệ, lỗi tại thì tỷ cả, lẽ ra không nên dẫn Thu đệ vào Ngân Kiều thôn. Giờ thì chúng ta đều khốn cả, thật không ngờ gia phụ lại nhẫn tâm với tỷ thế này. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tỷ tỷ, gia phụ đã thả hai con ngao khuyển hung ác kia rồi." Âu Dương Thu thắc mắc hỏi: "Sao La tỷ tỷ biết là lệnh tôn đã thả ngao khuyển đuổi theo chúng ta?" "Tỷ tỷ đã ngửi thấy mùi đặc thù của ngao khuyển trong gió từ phía sau thổi đến, chỉ chốc lát nữa là chúng sẽ đến đây ngay." "Hai con ngao khuyển đó thì có gì lợi hại, cho dù chúng hung dữ, chả lẽ chúng ta lại không trị nổi chúng hay sao?" "Nếu trị nổi thì tỷ tỷ đâu có thất vọng thế này." La Võng Cơ vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa vang, chỉ thấy hai bóng đen từ xa phóng đến nhanh như chớp. Âu Dương Thu thấy vậy cũng không khỏi kinh hãi, vội nói: "Vậy thì chúng ta phải chạy mau." Đoạn liền nắm tay La Võng Cơ định phóng đi tiếp, nhưng La Võng Cơ thở dài não nuột nói: "Vô ích thôi, chúng mà ngửi thấy rồi thì chân trời góc bể cũng khó mà có thể đào thoát." Âu Dương Thu buông bàn tay run rẩy của La Võng Cơ ra, cởi lấy nhuyễn tiền trên lưng, vung lên nói: "Tiểu đệ chẳng tin hai con súc sinh này làm gì được chúng ta." "Thu đệ kháng cự cũng vô ích thôi, chúng da dày lông cứng, không sợ bất kỳ binh khí nào đâu." La Võng Cơ tuy nói vậy, nhưng nàng cũng theo bản năng, từ trong túi áo lấy ra thần thủ tiên võng, nắm trong tay ngưng thần giới bị, sẵn sàng ứng biến. Ngay khi ấy, hai con ngao khuyển to cỡ bò con cũng đã chạy đến trước mặt. Một con vòng ra phía sau, một con thì dừng lại trước mặt, cách khoảng một trượng, lộ ra hai hàm răng trắng nhởn sắc bén, cất tiếng sủa vang nhưng không tấn công ngay. Âu Dương Thù tay thủ trường tiên ngưng thần hỏi: "Sao chúng không tấn công ngay thế nhỉ?" "Hai con ngao khuyển này là dị chủng Tây Vực, hết sức thông linh, khứu giác có thể ngửi xa trăm dặm. Nếu muốn chúng đuổi theo người nào thì chỉ cần cho chúng ngửi quần áo là bảo đảm khó có thể đào thoát. Bởi chúng ta chưa thoát khỏi khứu giác của chúng nên mới bị chúng đuổi kịp. Nhưng chúng chưa tấn công ngay là vì tỷ tỷ quen biết chúng, có thể là định uy hiếp chúng ta quay về. Lát nữa rồi Thu đệ sẽ hiểu. Ôi..." Là Võng Cơ chưa dứt lời, quả nhiên một con ngao khuyển hướng vào Âu Dương Thù sủa vang hai tiếng, hai chân trước cất lên lao tới tấn công. Âu Dương Thù buông tiếng quát rầm, trường tiên trong tay vung ra nhanh như chớp quét ngang lưng con ngao khuyển. Con ngao khuyển ấy quả là tinh danh, trường tiên chưa quét tới đã lùi nhanh ra sau, rồi lộn nhào xuống đất lăn ra xa hơn trượng. Âu Dương Thù đâu có chịu buông lơi, ngay khi nghe ngao khuyển ấy đang lăn đi chưa kịp đứng lên, chàng đã đuổi theo đến, trường tiên với chiêu long trầm thượng hải hùng mãnh giáng xuống. Chỉ nghe bộ một tiếng, lông khuyển tung bay, nhưng mà con súc sinh này thì lại không chút hề hấn gì, hai chân sau chỏi mạnh lao đến tấn công hạ bàn của Âu Dương Thu.
Âu Dương Thu với thế bình lộ thanh vân tung mình lên cao, Ngao Khuyển lướt qua dưới chân. Âu Dương Thu người đang ở trên không, Trường Tiên xoay tay với chiêu thần long điệu vĩ quất xuống lưng Ngao Khuyển. Lại bổ một tiếng, Ngao Khuyển trúng tiên lộn đi ba vòng mới đứng lên. Lúc này Âu Dương Thu mới liếc mắt nhìn về phía Lang Võng Cơ, thấy nàng đang dùng trưởng lực đấu với con Ngao Khuyển khác, tình thế cũng khốn đốn chẳng kém gì mình. Cũng thế là hai người đấu với hai thú, xem ra rất công bằng, nhưng hai người thi thố hết cả bản lĩnh cũng không đả thương được hai con thú. Trái lại chúng càng thêm hùng mãnh. Cứ tiếp tục thế này, sự thắng bại giữa người và thú kể như đã được phân định, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Khoảng nửa giờ sau, Âu Dương Thu đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, đưa mắt nhìn La Võng Cơ, nàng cũng đã hơi thở hào hển, nguy cơ đã đến gần. Âu Dương Thu nhờ có thân pháp hồi phong tàm hoàn mới có thể tránh khỏi được mấy lần tấn công hung hiểm của Nga Khuyển, nếu chỉ bằng nhuyễn tiên trong tay thì e sớm đã tán mạng rồi. Còn về phía La Võng Cơ, sở dĩ vất vả hơn là bởi vì nàng dùng trưởng lực đương cự với Nga Khuyển, còn như vì sao nàng không sử dụng binh khí độc môn thần thủ tiên võng, đó là bởi nàng biết rõ con súc sinh này rất tinh xanh, nếu tung lưới ra mà không chụp chúng thì càng nguy hiểm hơn. Âu Dương Thu đang lúc giao đấu cực lực với Nga Khuyển, bỗng nghe La Võng Cơ kinh hoàng thét lên, bất giác thấy phân tâm, liền bị Nga Khuyển thừa cơ tung cho ngã lăn ra đất. Khi chàng vội vàng đứng lên thì chuyện quái lạ đã xảy ra. Chỉ thấy con Nga Khuyển đã tung ngã chàng lúc nãy, đang ngoạm đít con Nga Khuyển kia, cố sức kéo ra sau, như là răng cắn vào quá sâu không rút ra được. Con Nga Khuyển tấn công La Võng Cơ bị cắn đau, quay đầu lại phản công. Thế là hai con thú lại hung mãnh, cấu xé nhau. La Võng Cơ ngã trên đất, chưa thọ thương, nhưng đã ngất xỉu, có lẽ bởi quá sợ hãi. Âu Dương Thù chẳng hiểu vì sao lại xảy ra chuyện quái lạ như vậy, nhưng không có thời gian suy nghĩ, cúi xuống định bồng La Võng Cơ bỏ chạy. Chợt thấy một chiếc lá úa to cỡ bàn tay rơi xuống trước mặt, liền nhặt lên xem, dưới ánh trăng chỉ thấy một hàng chữ. Người của Hải Long Hội đã sắp đuổi đến nơi, chạy mau đi. Âu Dương Thù liền thắt nhuyễn tiên vào lưng, nhét vội chiếc lá vào lòng, bồng La Võng Cơ lên, phóng đi về phía một ngọn núi cao ở phía trước cách khoảng 4-5 dặm. Con người trong lúc nguy cấp, bản năng sinh tồn trong tiềm thức luôn phát sinh một sức mạnh hết sức thần kỳ, giúp cho con người thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Âu Dương Thù tuy trong lúc đói khát mỏi mệt lại phải bồng theo La Võng Cơ, nhưng chàng vẫn cắn răng chịu đựng, gắng sức phóng đi một mạch, đến một sơn cốc chật hẹp trong ngọn núi. Chàng tìm một chỗ kín đáo, đặt La Võng Cơ xuống, thấy nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, chàng thầm nhủ. Hay là do viên độc dược của Triệu Tam Đường phát tác? Nhưng Triệu Tam Đường rõ ràng đã nói là sau 24 giờ, độc dược mới phát sinh ra hiệu lực, lúc này tối đa mới chỉ có 4-5 giờ, sao mà có thể... Chàng suy ngẫm một hồi vẫn không sao hiểu nổi, đành trở ra ngoài, đi đến một dòng suối, uống lấy một bụng rồi mới dùng hai tay vốc nước trở về chỗ kín đáo kia, đổ vào miệng của La Võng Cơ. La Võng Cơ lúc này tuy vẫn bất tỉnh nhân sự, nhưng hơi thở đều đặn, ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt thì không còn gì khác lạ. Âu Dương Thù hết sức thắc mắc, vì sao nàng lại bị thế này, định xem xét thân thể nàng, nhưng hiềm vì nam nữ hữu biệt, sao mà có thể tùy tiện động chạm được. Sau cùng, chàng quyết định xem hai bàn tay nàng trước. Phải chăng có gì khác lạ rồi hãng tính? Thế là trước tiên chàng cầm tay phải của La Võng Cơ lên, chỉ cảm thấy tay nàng mềm mại như bông và nhẹ nhàng như không có gì cả. Âu Dương Thù tuy mới hiểu chuyện nam nữ, nhưng trong đêm khuya trốn thâm sơn, một mình ở bên giai nhân, nắm lấy bàn tay ngọc ngà thế này cũng không khỏi tim đập dữ dội. La Võng Cơ hai tay đều nắm chặt lại, Âu Dương Thù phải gỡ tay nàng ra, thần võng tiên thủ rơi xuống đất, trong lòng bàn tay không có gì khác lạ. Rồi lại gỡ bàn tay trái, một vật màu vàng rơi ra. Chỉ thấy trên lòng bàn tay có sâm một thanh kiếm nhỏ bằng mực đen và trên thân kiếm cũng có một đóa hoàn mai. Trong phi hầm sảnh của Ngân Kiều Thôn đã có treo một thanh kiếm vàng có hình hàn mai. Vậy thì La Võng Cơ là con gái của Đại Long Đầu La Tu, trên tay có sâm biểu tượng như vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Điều lạ là ra biểu tượng này lại giống hệt với thanh kiếm trên vách chắn của Hàn Mai Bảo. Và trên những cao thủ, võ lâm đã thảm tử gần đây, vì sao cũng đều để lại thanh kiếm vàng hàn mai này? Âu Dương Thu theo những vấn đề ấy suy luận, khẳng định những vụ án này nhất định có liên quan đến Ngân Kiều Thôn và bí mật cũng phải dò tìm từ hàn mai kim kiếm, đối tượng điều tra tốt nhất là La Võng Cơ. Nghĩ vậy, Âu Dương Thu càng nóng lòng làm cho La Võng Cơ hồi tỉnh sớm hơn, nhưng khổ nỗi chàng lại không biết y lý, biết làm thế nào đây? Đang sốt ruột, bỗng phát hiện vật màu vàng đã rơi xuống bên cạnh La Võng Cơ, vừa cầm lên xem, thì ra lại là một chiếc lá vàng. Mở ra xem, bên trong là một viên dược hoàn màu đỏ thơm phức và một hàng chữ nhỏ. Nàng ta vận công lực quá sức nên khiến độc dược phát tác sớm hơn. Mau cho uống vào dược hoàn này thì sẽ khỏi ngay. Âu Dương Thu xem xong vui mừng khôn xiết, liền phanh miệng của La Võng Cơ ra, nhét dược hoàn vào miệng nàng.
Lúc này chàng sực nhớ đến chiếc lá vàng đã chộp lấy trong ngôi nhà Ba Gian, bởi cấp bách nên chưa xem kỹ nhưng đã cất trong túi áo, liền móc ra cùng với chiếc lá cảnh báo lúc nãy đang giao đấu với Ngao Khuyển. Chàng đặt cả ba chiếc lá vàng lên mặt đất, chỉ thấy chiếc đầu tiên có bốn câu thơ, chính là bài thơ mà lão nhân đã gặp trên Nhị Hải đã ngâm, nhưng sau bài thơ có một chữ nam. Ba chiếc lá vàng đều bằng nhau, hiển nhiên được hái trên một cây, và chữ viết trên lá cũng giống nhau, rõ ràng là do một người viết ra. Lão tiền bối, nhất định là ông ấy luôn luôn ngầm trợ giúp mình. Chàng ngẫm nghĩ một hồi, bỗng mừng rỡ reo lên. Hẳn là vị lão tiền bối ấy. Ai là lão tiền bối vậy? La Võng Cơ hỏi xong, bật người ngồi dậy. Âu Dương Thu thấy La Võng Cơ đã hồi tỉnh càng thêm mừng rỡ. La tỷ tỷ không hề gì chứ, lão tiền bối chính là ông ấy chính là lão già ấy mà. Tỷ tỷ xem đây là gì? Đoạn đưa tay chỉ ba chiếc lá vàng trên mặt đất. La Võng Cơ đưa mắt nhìn thắc mắc hỏi. Đây thật ra là việc gì vậy? Âu Dương Thu bèn kể lại các trường hợp có được ba chiếc lá vàng, sau cùng nói. Vị lão tiền bối này hẳn là một thần tiên, không chừng chính là Thái Hư Thượng Nhân mà tiểu đệ đang tìm cũng nên. La Võng Cơ trầm ngâm. Vậy là lúc tỷ tỷ đi ngang Phi Hồng sảnh, định đến nhà bếp dặn A Hoàn lo thức ăn cho Thu đệ, bỗng thấy phía trước có một bóng người lạ, bèn sinh nghi đuổi theo. Nào ngờ bóng người ấy trông chậm chạp, nhưng thực ra thần pháp thì lại nhanh khôn tả. Tỷ tỷ đuổi theo đến ngoài thư phòng của gia phụ, bóng người ấy loáng cái đã mất dạng. Nhưng tỷ tỷ đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa gia phụ với đường chủ Bạch Hổ Đường là Thủy Thượng Phi Ngụy Minh Viễn, cùng đường chủ Hình Đường là Quỷ Kiến Sầu Hồ Trấn Sơn, và bảo hai người đến khách xá bắt Thu Đệ, nên tỷ tỷ mới vội đến khách xá báo tin bảo Thu Đệ đào tẩu. Sau đó Ngụy Minh Viễn và Hồ Trấn Sơn đều khách xá, thấy không có Thu Đệ thì lại truy tìm theo hướng ngược lại, và tín hiệu báo động nổi lên lâu vậy mà không có người đuổi theo chúng ta, nhờ vậy mà chúng ta mới ung dung thoát khỏi Ngân Kiều Thôn. Hẳn đó cũng là do vị lão tiền bối ấy đã đánh lạc hướng bọn họ, nếu không thì chúng ta khó mà thoát thân được. Tỷ tỷ suy luận không sai, nhưng tiểu đệ không hiểu vì lẽ gì mà tỷ tỷ lại có thể vì tiểu đệ chẳng quản phản bội lệnh tôn, thậm chí hy sinh cả tính mạng để cứu tiểu đệ. Tỷ tỷ cũng chẳng hiểu vì lẽ gì, chỉ cảm thấy thích mến Thu Đệ thì làm vậy thôi. Âu Dương Thu cảm động đến cơ hồ rơi lệ. Tỷ tỷ tốt với tiểu đệ thế này, tiểu đệ không biết hồi đây sẽ báo đáp thế nào. Nhưng tiểu đệ không hiểu, lệnh tôn với tiểu đệ không thù không oán, sao lại định bắt giết tiểu đệ thế? La Võng Cơ nhẹ lắc đầu. Tỷ tỷ cũng không rõ, chỉ nghe họ nói trong thư phòng là tuyệt đối không thể buông tha Thu Đệ. Ngoài ra tỷ tỷ không có lòng dạ để mà nghe tiếp nữa. Vậy Âu Dương Thu vốn định hỏi Hải Long Hội trước kia có hiềm khích với gia phụ chàng hay không, nhưng nghĩ lại hiện chưa phải là lúc, nên lái sang chuyện khác. Nghe nói Nhị Hải cư sĩ và Lam Tâm Long phu phụ sau khi chết trên mình đều có một biểu tượng Hàn Mai Kim Kiếm, giờ lại thấy trên lòng bàn tay trái của tỷ tỷ cũng có xăm hình một thanh kiếm như vậy, chẳng hay tỷ tỷ nhận thấy sao về những điều này? La Võng Cơ thở dài. Tỷ tỷ tuy là con gái của Đại Long Đầu Hải Long Hội nhưng không hề biết chút gì về tình hình trong hội, còn về hình thanh kiếm xăm trên lòng bàn tay, tỷ tỷ tuy từng hỏi gia phụ nhưng chưa được gia phụ trả lời rõ. Âu Dương Thu thấy vẻ mặt và lời nói của La Võng Cơ rất chân thành, nên không chút nghi ngờ, đưa mắt nhìn ba chiếc lá vàng trên mặt đất, nói. La tỷ tỷ biết nhiều hiểu rộng, thử suy nghĩ có hiểu bốn câu này không? Và vì sao bài thơ này lại có thêm một chữ nam? La Võng Cơ vừa lẩm bẩm đọc vừa suy nghĩ một hồi, bỗng mừng rỡ reo lên. Thu đệ, chí nguyện của đệ đã sắp thực hiện được rồi. Âu Dương Thu vội hỏi. Tỷ tỷ muốn nói là chí nguyện tầm sư học võ của tiểu đệ đã sắp thực hiện được rồi. Đúng vậy. Tỷ tỷ đã hiểu ra gì từ bốn câu thơ này? La Võng Cơ quả quyết. Không sai, nếu không nhờ chữ nam của hướng nam này thì thật tỷ tỷ không sao suy đoán ra được. Có phải Thái Thư Thượng Nhân ở hướng nam không? Đúng vậy, câu thơ thứ ba trong bài thơ chẳng phải là Thượng Đăng Vô Lượng là gì? Vô Lượng chính là một ngọn núi cao ở phía nam đại lý, có nghĩa là lên được núi Vô Lượng mới trở thành cô nhân. Hai từ cô nhân đây hẳn nhiên là cao nhân, và chữ đầu của ba câu trước là Thái Thượng Nhân, còn chữ nhân thì lại ở chữ sau cùng của câu cuối, nên mới chẳng dễ hiểu ra. Âu Dương Thù đứng phát dậy hớn hở. La tỷ tỷ, tiểu đệ hiểu ra rồi, vậy nghĩa là Thái Thượng Nhân ở trên núi Vô Lượng, lên trên núi Vô Lượng là sẽ tìm gặp được lão nhân ấy. Tìm gặp được lão nhân ấy thì mới học được võ công tối cao, trở thành người kiệt xuất nhất trên đời. Giải thích như vậy không sai. Vậy Thu đệ tính phải đáp tạ tỷ tỷ này bằng cách nào đây? Âu Dương Thù thoáng ngẫm nghĩ. Tiểu đệ với tỷ tỷ cũng đi học võ công. Sau khi xuất đạo, tiểu đệ cùng với tỷ tỷ sẽ đối xử thật tốt với tỷ tỷ được không?
La Võng Cơ thở dài. Lòng tốt của Thu Đệ, tỷ tỷ chỉ có thể nhận nửa phần sau. Còn nửa phần trước, tỷ tỷ đành tâm lĩnh. Vì sao tỷ tỷ lại không thể cùng tiểu đệ? Gia sư Vô Ưu Thượng Nhân tự tin là người cao nhất trong võ lâm hiện nay, sao chịu để cho tỷ tỷ từ bỏ? Mà lại, tỷ tỷ còn có việc quan trọng cần phải làm. Âu Dương Thù ngẫm nghĩ một hồi lâu, thật không sao tìm ra được cách để có thể khiến cho La Võng Cơ cùng đi tầm sư học võ, hết sức lo lắng khó xử. La Võng Cơ đưa mắt nhìn trời, từ từ đứng lên nói. Trời sắp sáng rồi, tỷ tỷ cùng với Thu Đệ đến dưới núi Vô Lượng, rồi... Bỗng nghe tiếng gió vù vù, La Võng Cơ vội ngưng lời, nắm tay Âu Dương Thù kéo thục xuống ẩn nấp. Hai người nhờ đá núi che cản, đưa mắt nhìn vào hạp cốc, chỉ thấy hai bóng người khổng lồ phóng nhanh qua trước mặt hai người. Làm dậy kinh phong, cuốn tung cả cát đất. Rừng cây khua động. La Võng Cơ lè lưỡi, thầm mừng chưa bị hai người khổng lồ phát giác. Âu Dương Thù sực nhớ lại chuyện ở Mã Lộc Trại, liền khẽ nói. La tỷ tỷ, tiểu đệ đã từng gặp hai người khổng lồ này rồi. Họ có liên quan tới vụ huyết án của phái Bình Giang, chúng ta phải bám theo sau. La Võng Cơ thấy Âu Dương Thu có vẻ nghiêm túc và hối hả, biết là sự thể rất hệ trọng, nên không tiện hỏi, cũng thi triển khinh công để đuổi theo hai người khổng lồ. Hai người này khinh công đều cao minh, chỉ lát sau đã ra khỏi hạp cốc, phóng mắt nhìn quanh, bốn bể vắng ngắt, nào có thấy bóng sáng của hai người khổng lồ. Lúc này mặt trăng đã lặn, mây trắng đầy trời, vầng thái dương vừa ló dạng, đồng cỏ mênh mông không một bóng người. Hai người dừng lại. La Võng Cơ ngạc nhiên nói. Rõ ràng trông thấy họ phóng đi ra ngoài cốc. Dù thân pháp có nhanh đến mấy thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy bóng của họ mà. Âu Dương Thù tiêu nghỉu tiếp lời. Tiểu đệ đã từng gặp hai người khổng lồ này trong tổng đà phái Bình Giang ở Mã Lộc Trại, cũng đuổi theo một hồi thì bị bỏ rơi. La tỷ tỷ thấy khinh công của hai người khổng lồ này có đáng để được là nhân vật tuyệt đỉnh trong giới võ lâm hay không? La Võng Cơ giọng cảm khái. Võ công uyên bác như biển cả mênh mông, không có bờ bến. Tỷ tỷ hành tẩu giang hồ đã mấy năm, trước nay rất cao ngạo tự phụ, nay mới nhận thấy mình thật sự là ấu trĩ và nhỏ bé. Khinh công của hai người khổng lồ này tuy chưa kể được là tuyệt đỉnh trong giới võ lâm hiện nay, nhưng cũng là bậc cao thủ tỷ tỷ chưa từng gặp. Tiểu đệ chưa hiểu mấy về ý của tỷ tỷ, chả lẽ trên đời này còn có người cao hơn họ nữa sao? Đương nhiên, chẳng hạn như vị lão tiền bối đã ngấm ngầm trợ giúp chúng ta, chẳng khác nào thần tiên, dĩ nhiên là hơn xa hai người khổng lồ không lai lịch này. Đừng nói gì khác, chỉ riêng việc lão tiền bối đi lại tự ý trong Ngân Kiều thôn cũng đủ để khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Thù động tâm nói. Tỷ tỷ muốn nói là Ngân Kiều thôn đầy rẫy những cơ quan mai phục, không dễ ra vào phải không? Tỷ tỷ không dám nói Ngân Kiều thôn là đầm rồng hang hổ, nhưng trên đời này chưa ai từng có thể tự ý đi lại trong Ngân Kiều thôn. Vậy mà vị lão tiền bối ấy chẳng những xem Ngân Kiều thôn như bình địa mà còn bỡn cợt các cao thủ của Ngân Kiều thôn như trẻ con, chẳng phải là quá thần kỳ ư? Trong lúc hai người trò chuyện, mặt trời đã dần lên cao, ánh bình minh rực rỡ soi khắp mặt đất. Âu Dương Thù giờ đã biết đại khái về Ngân Kiều thôn, bèn nói. La tỷ tỷ nói rất đúng, vị lão tiền bối ấy quả khiến cho người ta không sao lường nổi. Giờ hai người khổng lồ đã mất tích rồi, chúng ta hãy đến đằng trước tìm một thị trấn ăn chút gì lót dạ. Tiểu đệ thật sự là đói quá rồi. La Võng Cơ nhìn quanh một hồi gật đầu nói. Đi về phía nam chừng mười mấy dặm là Mã Nhai trấn rất đông đúc. Chúng ta hãy đến đó ăn uống rồi tỷ tỷ cài nam trang đưa Thu đệ đến Vô Lượng. Thế là hai người với tốc độ trung bình phóng đi trên đường cái quan tiến về phía nam. Nơi đây vẫn còn là chân núi gồ ghề. Tuy nói là đường cái quan nhưng cũng chỉ rộng hơn đường huyện lỵ có một chút thôi. Nếu là người thường thì dĩ nhiên đi lại khó khăn, nhưng đối với người võ lâm thì chẳng đáng kể gì. Hai người đang phóng đi, La Võng Cơ bỗng quay sang Âu Dương Thu hỏi. Thu đệ, đệ nói là đã từng gặp hai người khổng lồ ấy ở Mã Lộc Trấn, nhưng ở trong tình huống thế nào vậy? Âu Dương Thù ngẫm nghĩ trong chốc lát, bèn lần lượt kể lại những gì đã chứng kiến tại tổng đà phái Bình Giang trong đêm nọ. Nghe xong, La Võng Cơ biến sắc mặt, hồi lâu không thốt nên lời. Đi được mấy bước, vẻ mặt nặng nề nói. Thù đệ khẳng định hai tử thi ấy đã bị người khổng lồ mang đi ư? Tiểu đệ ở trong linh đường nhìn thấy rất rõ nên mới đuổi theo, nhưng đã bị bọn họ bỏ rơi bên bờ Bình Giang. La Võng Cơ ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi. Hiện đang là mùa thu, người chết sau 24 giờ hẳn thi thể đã bắt đầu hôi thối. Nhưng theo lời Thu đệ thì thi thể của Lam Tâm Long phu phụ trong áo quan vẫn còn như sống. Vậy Thu đệ có tin đó đúng là di thể của họ không? Âu Dương Thu chợt hiểu. Điều ấy lúc bấy giờ tiểu đệ chưa có nghĩ đến. Nếu không nhờ tỷ tỷ nhắc, tiểu đệ cũng không rõ. La Võng Cơ thở dài ngắt lời. Thi thể trong quan tài mà Thu đệ trông thấy là giả. Thi thể thật của Lam Tâm Long phu phụ sớm đã bị đánh cháo rồi.
Vậy xem ra theo lời vị lão tiền bối ấy, hiện nay trong võ lâm đang nhen nhú một hào kiếp ghê gớm, phải cần chúng ta ra sức cứu vãn. Đó chẳng phải là những lời vô cớ. Qua việc lão nhân gia ấy luôn ám trợ chúng ta và chỉ điểm thu đệ đến núi Vô Lượng tầm sư học võ, chứng tỏ vị lão tiền bối này ắt hẳn là một kỳ nhân dị sĩ giàu lòng từ bi. Tuy muốn cứu vãn kiếp nạn võ lâm, nhưng bản thân thì lại không muốn dây vào chuyện thị phi giang hồ. Nếu không phải là vì thế thì còn vì nguyên cớ gì? Âu Dương Thu dừng lại, nôn nóng hỏi. Có phải tỷ tỷ đã suy ra được việc trọng đại gì qua cái chết của nghĩa phụ và nghĩa mẫu của tiểu đệ không? Việc ấy tuy hiện giờ tỷ tỷ không dám quả quyết, nhưng đã có lần tỷ tỷ nghe gia sư kể lại. Hồi 30 năm trước, trưởng môn nhân các đại môn phái võ lâm đã có một lần tụ hội trên đỉnh Nga Mi ở Tứ Xuyên. Trong buổi họp ấy chẳng hiểu vì lẽ gì đã liên thủ đánh một người võ công và y thuật rất cao cường. Người ấy không chống cự nổi đã bị bắt. Lão Võng Cơ bỗng ngưng lời, đưa mắt nhìn về phía trước, nắm tay Âu Dương Thu nói. Chúng ta đừng mãi nói chuyện mà quên mất đi đường. Thế là hai người lại thư thả bước đi. Âu Dương Thu tò mò hỏi. Người có võ công và y thuật cao cường ấy đã chết rồi phải không? Không, nếu đã chết thì ngày nay đâu có chuyện rắc rối và thảm sát thế này. Vậy thì đã xử người ấy thế nào? Lúc bấy giờ có một vị đạo trưởng danh hiệu là Xích Thủ Đồ Long đã đề nghị chặt đi tứ chi của người ấy rồi ném xuống vực thẳm. Nói là ông ta đã tinh thông y thuật để xem có thể nối lại tứ chi đã bị chặt đứt hay không. Vậy ông ta có nối lại được hay không? Tì tì làm sao mà biết được? Nhưng trước khi người ấy bị ném xuống vực thẳm có nói một câu hết sức ghê gớm. Câu nói ghê gớm gì vậy? Người ấy nói là nếu không chết, 30 năm sau sẽ giết sạch những người đã có mặt tại đó. Vậy thì có liên quan gì đến ngày nay kia chứ? Đương nhiên là có, vì người ấy còn nói là tứ chi tuy đã cụt, không thể chính tay lấy mạng các ngươi, nhưng ta sẽ chọn 100 cao thủ võ lâm làm nô lệ, chấp hành nhiệm vụ của ta.